Với thủ đoạn núp bóng chuyên gia tay nghề cao, nhà đầu tư nước ngoài nhưng thực chất là những người không có việc làm, hàng chục người Hàn Quốc đã nhập cảnh chót lọt vào Đà Nẵng. Hành vi này không chỉ lợi dụng chủ trương, chính sách, nhân văn của nhà nước mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Bắt đầu từ việc phát hiện 14 công dân Hàn Quốc đang lưu trú trong khu nghỉ dưỡng trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Công an Đà Nẵng phát hiện nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam dưới dạng chuyên gia nhưng lại không có việc làm. Điều tra mở rộng xác định đối tượng Nguyễn Trần Anh Tuấn là chủ sở hữu 3 công ty ở Đà Nẵng đã đứng ra bảo lãnh nhập cảnh dưới dạng chuyên gia để trục lợi. Mặc dù biết những người Hàn Quốc không phải là chuyên gia và nhập cảnh vào Việt Nam cũng không phải để làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng tiếp tay người Việt Nam thì vẫn ký bảo lãnh để cho họ nhập cảnh vào nước ta thành công. Và mỗi người Hàn Quốc nhập cảnh thành công vào Đà Nẵng thì các đối tượng này thu 200 đô la trên một người. Mở rộng điều tra, Công an Đà Nẵng bắt thêm 2 đối tượng khác cũng với thủ đoạn núp bóng chuyên gia nhà đầu tư. Chỉ tính riêng từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 đã có 2 vụ việc được triệt phá cho thấy hành vi phạm tội này vẫn còn tiềm ẩn, thậm chí là còn nhiều vụ việc chưa được phát giác. Theo cơ quan công an, hành vi này không chỉ lợi dụng chính sách nhập cảnh chuyên gia mà nguy hiểm nhất là nguy cơ mất an ninh trật tự. Các đối tượng nhập cảnh, cách ly xong rồi thì lưu trú tự do. Một số nhóm đối tượng đã có hành vi đánh bạc trực tuyến. Chính sách trong cái vấn đề về giải cứu cho công dân hoặc là cho những người mà nước ngoài mà nhập cảnh theo diện chuyên gia, nhưng thực tế ra là lợi dụng chính sách này để đưa một số người là không thuộc cái diện được nhập cảnh vào Việt Nam. Hiện tại, cơ quan công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành điều tra 5 vụ với 33 bị can đối với hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trái phép. Cơ quan công an thành phố Đà Nẵng cũng xây dựng cơ chế quản lý dân cư, phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép để phát hiện nhanh các đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã quyết định thành lập 3 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh. Theo đó, chốt 1 đặt tại tuyến quốc lộ 2 đường Tuyên Quang, Hà Nội, thuộc địa bàn xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, giáp danh với tỉnh Phú Thọ. Chốt 2 đặt trên tuyến quốc lộ 37, thuộc địa bàn xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, giáp danh với tỉnh Thái Nguyên. Chốt 3 đặt trên tuyến quốc lộ 2C, thuộc địa bàn xã Nam Sơn, huyện Sơn Dương, giáp danh với tỉnh Vĩnh Phúc. Các chốt kiểm soát liên ngành gồm lực lượng công an, quân sự và y tế. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan, trong đó các phương tiện vận tải không được chở quá 50% sức chứa xe. Cụ thể, sở này yêu cầu các đơn vị hoạt động vận tải hành khách đường bộ như xe buýt, tuyến cố định, xe hợp đồng, xe vận tải khách du lịch, xe taxi, xe vận chuyển học sinh, sinh viên và công nhân viên phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa. Đồng thời, các phương tiện vận tải trên phải sắp xếp bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện cách nhau một ghế, không được vượt quá 30 người trên phương tiện, kể cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. Tại các khu vực nhà ga, bến xe phải đảm bảo hành khách ngồi cách ghế, đảm bảo giữ khoảng cách an toàn theo quy định. Bên cạnh đó, các đơn vị phải chủ động theo dõi, thực hiện nghiêm theo phương án tổ chức hoạt động vận tải của các tỉnh, thành phố có liên quan hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về hoạt động vận tải đường bộ và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Mạng lưới xe buýt thủ đô trong giai đoạn tới cần tiếp tục mở rộng vùng phục vụ, gia tăng thêm nhiều luồng tuyến mới, trong đó chú trọng đến những địa bàn cấp xã. Theo đó, thành phố Hà Nội về phát triển vận tải khách công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn từ nay đến năm 2030. Chỉ tiêu cho xe buýt toàn thành phố đến năm 2025 đạt 16-18%, đến năm 2030 đạt 25%. Tổng công ty vận tải Hà Nội Transeco cho biết hiện còn 10 xã tại thành phố Hà Nội hiện chưa có xe buýt phục vụ. Theo đó, đơn vị này sẽ tiếp tục rà soát, tính toán, sau đó sẽ báo cáo các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội các phương án phù hợp nhằm điều chỉnh, mở mới các tuyến buýt đến các xã chưa có xe buýt phục vụ bằng các phương tiện có kích cỡ nhỏ phù hợp hoặc hệ thống đường xá ở các địa phương đủ điều kiện vận hành xe buýt an toàn. Trong giai đoạn 2020-2025, về luồng tuyến, thành phố dự kiến mở mới 90-100 tuyến buýt, trong đó có 10 tuyến phục vụ học sinh, sinh viên, công nhân.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, Bộ đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an kết nối dữ liệu khám sức khỏe, dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và cung cấp thí điểm dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ đăng ký đến hết tháng 4 năm 2021 còn khá thấp. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết nguyên nhân số lượng hồ sơ thấp là do việc hoàn trả tiền còn khó khăn. Bên cạnh đó, số lượng bệnh viện tham gia khám và cung cấp dữ liệu khám sức khỏe trong giai đoạn thí điểm chưa nhiều. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chưa thực hiện triển khai mở rộng ra toàn quốc đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp. Thay vào đó, Bộ kiến nghị tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia trong năm 2021 theo hướng mở rộng phạm vi đơn vị, cơ sở y tế tham gia khám và cung cấp dữ liệu khám sức khỏe, đồng thời khắc phục các khó khăn hiện tại nhằm thực hiện tốt tại Hà Nội và Hà Nam trước khi mở rộng ra phạm vi toàn quốc. Bộ Y tế mở rộng phạm vi đơn vị, cơ sở y tế tham gia khám và cung cấp dữ liệu khám sức khỏe tại Hà Nội và Hà Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đổi giấy phép lái xe. Hàng chục bến bãi, hàng trăm điểm tập kết vật liệu xây dựng ven sông vẫn đang hoạt động tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Mặc dù theo luật định, từ ngày 15 tháng 5, các địa điểm này sẽ phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn, đê điều, hành lang thoát lũ trong mùa mưa bão. Nghiêm trọng hơn, tất cả những bến bãi này đều không được chính quyền địa phương cấp phép, ghi nhận của VTC14. Khu vực ngã ba sông Công, sông Cầu thuộc địa bàn xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã trở thành điểm tập kết vật liệu xây dựng từ nhiều năm nay. Đặc biệt vào mùa mưa bão, tất cả các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông phải ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hàng ngày xà lan vẫn ra vào tấp nập để chuyển cát cùng hàng hóa lên bến. Huyện đang tập trung chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường là cơ quan thường trực, giao cho phòng phối hợp với công an huyện để tập trung xây dựng kế hoạch ra quân xử lý để đảm bảo ổn định chung và đảm bảo tốt cái công tác phòng chống mưa bão. Cũng tại khu vực này, mỗi ngày có hàng chục lượt xe trọng tải lớn vô tư ra vào mà không gặp bất cứ một sự kiểm soát nào từ phía cơ quan chức năng. Điều đáng nói, tất cả những bến bãi này đều không được cấp phép hoạt động. Sai phạm diễn ra trong một thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương lại mới chỉ phát hiện. Thành phố cũng đã chỉ đạo huyện và Lâm Lào huyện cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong việc xử lý các bến bãi tập kết khai thác cát sỏi. Nhưng do cái cuộc sống mưu sinh của những người dân của hợp tác xã cát sỏi Sông Công dọc đấy, nhu cầu cuộc sống của họ cung và cầu, cho nên là mặc dù huyện thì không cấp phép, không cho đơn vị nào là được chứa chất vật liệu, nhưng mà do nhu cầu cuộc sống thì là các hộ dân vẫn cố tình. Cũng theo ông Thu, việc xử lý dứt điểm bến bãi không phép là vô cùng khó khăn khi mà Hà Nội không cho phép khai thác cát sỏi và lập bến bãi tại khu vực này, thì cách đó không xa, hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang lại cấp phép cho hàng chục mỏ khai thác cát. Đặc biệt, dù Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Trung Giã phải kiểm tra và dừng mọi hoạt động tập kết vật liệu xây dựng tại khu vực này và xem xét làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xảy ra sai phạm. Tuy nhiên, sau hơn một tháng kể từ khi có chỉ đạo từ huyện Sóc Sơn, thì hoạt động xử phạt chỉ là ném đá ao bèo.